Đây là danh sách những cái Maven command mà rất phổ biến trong quá trình làm thực tế chúng ta sẽ thường gặp. Validate là để validate những thông tin có chính xác không. Clean là để xóa đi những cái mà chúng ta compile và chúng ta tạo ra sau khi mà chúng ta thực hiện những cái lệnh khác. Compile là lệnh biên dịch. Test là cái lệnh chạy được những cái unit test framework, ví dụ như là Junit chẳng hạn. Install là lệnh để load những cái library và những cái plugin cần thiết về cho cái project đấy từ cái remote repository hoặc là từ local repository. Packet là cách đóng gói một gói ra hoặc gói qua. Deploy là cái lệnh mà cho phép chúng ta có thể copy được file ra đến một cái folder nào đấy hoặc là một cái remote repository nào đấy hoặc là chúng ta có thể deploy được gói qua đến một cái web application server như là Tomcat chẳng hạn. Cách gọi lệnh của Maven ở trên command line là chúng ta sử dụng mvn và tiếp theo là cái lệnh của nó, ví dụ như mvn clean chẳng hạn là gọi cái lệnh clean. Chúng ta cũng có thể viết gộp lại những cái lệnh lại như này, ví dụ mvn clean install thì khi mà chúng ta làm như này thì nó sẽ hiểu là chúng ta clean trước và install sau, nó sẽ đi từ trái sang phải. Thì đấy là cái cách mà chúng ta sử dụng lệnh Maven ở trên command line.